Rồi xin chào anh em nha. Hổm gà bình xăng nó lại hết hàng, bây giờ mới về lại nha anh em. Hổm gà anh em điện quá trời luôn mà nó không có hàng nha. Hôm nay nó mới về lại nha. Cũng cả nửa tháng nay anh nghe cả nhà. Bởi vì hổm gà mình đặt không có. Bình xăng mà lựa loại đẹp như vậy là nó ít lắm nha. Loại xấu thì nhiều mà loại đẹp thì rất là ít. Bởi vì mình lựa khi nào mình lựa được chừng 20 cái mình ta mới gửi về cho mình. Hôm nay mình cũng có 3 loại nha, 3 dòng xe. Một là bình Wenfa 203, 204 xài chung cho Super Game với cái bình Game 125, bình Game 125 nha, với bình quay A 100 xài chung với GS, quay GSX đó. Mấy xe Trung Quốc thì mình lấy cái bình quay GSX này nè, quay GS này nè, quay A này nè, mình gắn cho mình xài rất là êm nha nè. Tại vì bình quay này á, mình gắn cho máy quay Trung Quốc nó chạy nhầm chiếc nó 110 á, chạy nó lại ngon hơn nha nè. Còn máy bình này là mình gắn cho đúng đời của nó là Wenfa 203, Wenfa 202, lốc đen, lốc trắng với Super Game nha nè. Tại vì cái này là thì gắn Wenfa Super Game thì nó đúng đời hơn nha, nó đẹp hơn. Rồi anh em nào còn hổm gà cần thì hôm nay mình có hàng rồi, có việc alo lại cho mình nha. Rồi giờ để mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Trước tiên thì cái bình 203, mấy cái này thì mình chưa vệ sinh đó nha. Cái này vệ sinh rồi nè đó. Cái này vệ sinh rồi, rất là sạch nha đó. Thì 203 với Super Game là nó cái bình không có cái co nha anh em, không có cái co này đó. 203 với nó xài cái phá xăng nhỏ nha anh em. Bình này thì mình bao cho anh em là bình zin 100%, hàng tháo xe chưa phục hồi gì hết nha. Trái ga là chưa phục hồi, kim đốt độ là chưa phục hồi gì hết nha, chưa thay gì hết nha anh em. Còn zin đẹp hết nha, bình nào cũng đẹp hết. Tại vì mấy cái bình này là trước khi mình gửi cho anh em là mình vệ sinh, thay gon, thay phốt, mấy cái gon này nè. Nói chung mấy cái gon này nè, với gon chung, gon phá xăng rồi là mình thay lại hết nha anh em. Chứ để nhầm khi lâu quá cái không thay, cái anh em về gắn nó chảy xăng lum hết. Toàn bộ là mình gắn, mình thay hết, rồi mình gắn lên xe, mình thử, rồi mình mới gửi cho anh em. Đó, cái bình Wenfa 203. Đó, Wenfa 203 là bao cho anh em lên xe luôn nha, lên xe ngọt luôn nha. Không chảy xăng dư, guarantee đầy đủ lên ga ngọt. Rồi anh em nào có mua thì nếu mà có trục trặc gì á thì gửi về một đổi một cho anh em. Mọi chi phí là mình trả nha. Anh em cứ gửi về cho mình trả tiền ship, rồi mình gửi lên mình trả tiền ship nha. Anh em cứ việc gửi về cho mình mới đổi được nha. Nhầm anh em nói là gửi về rồi có gửi lên không, trời ơi em buôn bán bên này mà dễ gì mà có vụ mà tình trạng mà gửi về mà không gửi lên nha anh em. Anh em đừng sợ cái vụ đó nha. Nhầm anh em hỏi tao gửi về rồi mày có gửi lên mày trả không, cái đó là chết luôn. Tại vì đây em buôn bán lâu dài chứ không phải là vì một cái bình xăng mà không gửi lên cho anh em nha. Để nói cho anh em đừng bớt lo. Rồi cái bình xăng Wenfa nhỏ thì bán cho anh em với giá là 370.000 một bình nha. Tiền ship là 30.000 nữa nha anh em, nói chung là 400.000 đó. Nói chung là cái bình xăng 400.000 đó nha anh em. Bình xăng con bao cho anh em lên xe 400.000, bình pha nhỏ. Rồi tới cái bình GS trước luôn nha anh em. Đây. Cái bình GS quay A. Thì cái này thì mình cũng bao cho anh em lên xe y vậy. Trái ga zin bao anh em là chưa phục hồi, toàn bộ là zin hết. Nó là GS, nó có phá xăng dài nha anh em. Cái này là phân biệt là GS đó, anh em nào mua thì nói cô với mình là GS là mình biết rồi nha, đừng có nói quay pha quay gì hết, cứ nói GS là mình biết rồi, phân biệt vậy cho nó dễ. Với nhầm cái bình xăng của mình á, tại vì mỗi bình thì nó chỉ có một cái cọng dây này thôi, mà lỡ trên này nó có đứt đầu á giờ anh em gỡ cái cũ qua thay qua giùm mình nha. Tại vì ở đây mỗi bình là nó chỉ có mỗi cái thôi, nhầm cái như nó nứt vậy nè, anh em gỡ cái xăng cũ bên kia qua gắn vào giùm mình nha. Tại vì nhầm cái mình có, nhầm cái mình không có, bởi vì nó không có đủ cho anh em. Nhưng mấy cái này thì có nè, được. Nhầm cái nó bị đứt đầu thì nó lại khó cho anh em. Đó giờ anh em cứ lấy cái cũ thay qua giùm nha. Đó, như cái này nó bị đứt nè, giờ anh em lấy cái cũ gắn vào giùm. Còn mấy mọi chi tiết kia thì đẹp hết. Phá xăng phá bọng gì ok hết nha. Rồi cái bình quay A này thì mình cũng bao anh em là lên xe luôn, có giá là 370.000 tiền ship, nữa là 400.000 chẵn nha anh em. Đó bình này là vệ sinh rồi nè, anh em thấy đẹp không? Bình này là chưa vệ sinh nè,
vừa vệ sinh mà nó cũng đẹp vậy nè anh em. Rồi 400.000 bao ship. Rồi tới cái bình 125. Bình 125 ghim Thái này thì mình chưa vệ sinh thằng anh em, máy này là chưa vệ sinh nè. Đó, mình sẽ vệ sinh lại rồi mình thay gon cho phớt rồi mình thử lại mới gửi cho anh em nha. Cái này là nó cũng khóa xăng dài luôn nha. Bình này thì cũng bao zin cho anh em hết, toàn bộ là đồ zin hết nha. Mình lay trên clip mình nói rõ ràng là toàn bộ là đồ zin hết nha, nhằm anh em điện lại hỏi là hàng này là hàng zin hay hàng sao, hỏi nhiều thứ đủ thứ mình không biết đường trả lời luôn. Bảo đảm là hàng này là hàng zin tháo xe, hàng zin của Honda. Đó, còn này là hàng của Kim Thái 125. Bao cho anh em lên xe ngọt luôn. Có trục trặc thì cứ việc gửi về cho mình. Mọi chi phí là mình trả hết nha, tiền ship lên ship xuống rồi mình trả hết nha. Rồi cái bình ghim 125 này thì mình bán cho anh em với giá là 450.000 một bình nha. 450.000 một bình. Tiền ship này thì 30-35.000 tùy theo xe nha anh em, gần tí. Nói chung là 35.000 đi, là 485.000 cái bình này. Rồi cộng luôn tiền ship. Đó, anh em nào mua thì cứ việc alo mình. Mình đợt này về số lượng nha anh em, về khoảng được 30-40 cái. Đó, cái này chưa vệ sinh mà cũng còn đẹp vậy nha anh em. Thấy không? Nói chung bình nào mình cũng thử hết. Rồi bây giờ mình có gắn một cái bình 203 lên chiếc cái xe thử của mình nè nha anh em. Đó, mình có gắn cái bình 203 nè. 203, 202, 204, 205 ZX gì xài chung được hết nha, super luôn nha. Mình gắn lên đây mình thử là coi nó có chảy xăng dư đây không, chứ nó có xì xăng tất cả các dầm này không, chứ lên ga ngọt chứ garanti đầy đủ mình mới bán cho anh em nha. Rồi bây giờ để mình nổ máy cho anh em là xem nha. Mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em nào có mua hàng thì alo mình nha. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.